Thưa quý vị, chiều nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận và trao thưởng cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Gia Trung. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 90 năm qua. Trong hơn 23 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, năm dân vận chính quyền trên toàn thành phố. Nhiều địa phương, đơn vị đã có những hình thức triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua tới các tầng lớp nhân dân, xây dựng các tiêu chí đánh giá bình chọn, ký kết chương trình phối hợp giữa chính quyền với mặt trận, đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình, dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương và ghi nhận kết quả ngành dân vận của thành phố đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thời điểm thành phố đối mặt với hai đợt dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị ngành dân vận thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động dân dân để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, cán bộ làm công tác dân vận phải gương mẫu, đi đầu để thực hiện đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Cái đòi hỏi về mặt phương pháp cách thức của chúng ta nó lại phải có những cái sự thay đổi. Cấp ủy và đặc biệt là chính quyền các cấp phải là người tổ chức triển khai được cái việc đó thì dân người ta mới tin, thì mới thấy giữa cái dân vận với cái thực tế. Thì đây cũng là một trong những cái tôi cho rằng là những cái khó khăn cho công tác dân vận của chúng ta và cho cán bộ làm công tác dân vận và lãnh đạo thành phố rất chia sẻ với các đồng chí. Điều này cũng đặt ra cho chúng ta những cái yêu cầu về cách thức, phương thức mới. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định số 1569 về trao tặng bằng khen cho Ban Dân vận Thành ủy vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2015-2020. Cùng với đó, 18 đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các đoàn thể thành phố, thường trực cấp ủy đã vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận do Ban Dân vận Trung ương trao tặng vì đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp dân vận. Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về đề tài dân vận khéo giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động trên cơ sở các tác phẩm báo chí dự thi, Ban giám khảo đã chấm chọn 12 tác phẩm đạt giải năm 2020. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự nhận 5 giải với 4 tác phẩm truyền hình và 1 tác phẩm phát thanh. Cùng với đó, Ban giám khảo cũng đã chọn ra 15 tác phẩm có chất lượng cao để trao giải trong vòng chung kết cuộc thi. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự nhận 1 giải A với tác phẩm Thanh sát, 1 giải B với tác phẩm Chuyện vì dân ở Đà Nẵng, 1 giải C với tác phẩm Mất niềm tin là mất tất cả và 2 giải khuyến khích với các tác phẩm Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona và tác phẩm Đà Nẵng trên hành trình phát triển.